Tôi tên Phạm Cô Bảo, sinh năm 1943. À, nơi sinh quán của tôi thì ở Vĩnh Phúc Yên. Nhưng nguyên quán của tôi thì ở Nam Định. Và cuối cùng là năm 52 tụi tôi là được di cư từ Thanh Hóa và về Hà Nội. Tôi học ở Hà Nội tiểu học. Và năm 54 vào khoảng tháng 10 10 11 năm 54 rồi vào trong Nam theo gia đình. Lúc đó là tôi uh, 10 tuổi rưỡi. Và tốt nghiệp um, coi như là uh, tiểu học và thi vào uh, trường trung học Chùa Nam nhưng vào trong miền Nam tôi mới bắt đầu học. Thời đó thì là lớp để thất thì sau này là lớp 6 lớp 7 đấy. Rồi sau đó thì tôi tốt nghiệp ở trung học hồi năm 61. Và lên tôi có một năm trời học coi như dự bị y khoa năm 61, 62 tại coi như nó coi hồi đó nó kêu là cùng là một cái chứng chỉ của bên khoa học nó kêu gọi là, là PCB học một năm sau đó tôi sang văn khoa tôi học và đến năm là 65, 66 tôi uh, tốt nghiệp cử nhân giáo khoa bán chiết rồi đi dạy học năm 68 vì có cái vụ Tết Mậu Thân cho nên tôi phải đi trình diện theo đúng lệnh tổng Đồng viên. Nhưng tôi được khoảng 2 năm đến năm đã đến khóa 3 70 tức là 1970 tôi bắt đầu tôi vào Thủ Đức. Sau khi tôi ở Đông Đức ra trường thì đúng vào cái lúc đó là Việt Nam hóa chiến tranh cho nên là người ta bên cạnh Việt Nam hóa chiến tranh nó có những cái chương trình Là trẻ trung hóa quân đội và chuyên biệt hóa Các cấp của quân đội Cho nên tôi Được chuyển về Về chuyên môn về phòng tổng quản trị Lấy Coi như là Một cái bằng, gọi là sĩ quan căn bản tổng quản trị Nhưng đến là tháng 3 năm 73 thì tôi được chuyển sang làm liên hợp quân sự hai bên ở à, Tân Sơn Nhất tại Trung ương. Năm 75 thì mất nước, chúng tôi phải đi trình diện. Lúc đó tôi là trung úy hộ, tôi lên trung úy hồi à, tháng khoảng tháng 6 năm 74. Cho nên tôi phải đi trình diện. Nên cái trình diện bằng trung úy thì sau đó rồi thì à, một thời gian tôi đang ở trong giải tù như mọi người thì đêm ba chiếc xe Mercedes ở thành phố Hồ Chí Minh lúc đó cái tên kêu là thành phố Hồ Chí Minh rồi đêm chở tôi về hóa ra là tất cả các bạn của tôi một số đã đi năm 75 và trước đó tôi á, là chủ tịch của sinh viên đoàn văn khoa năm 66 vì thế nên họ về họ muốn khai thác để hiểu những người đó thì sau một năm trời họ khai thác thì họ cho tôi một cái bác á, là xây gia giáo dục đẩy ra ngoài bắc thế nên năm 76 khoảng tháng tư hay là tháng năm 1976 là tôi được tôi đi ra bắc và nằm ở nhà tù coi như là Quảng Ninh. Tháng tám năm 1978 họ chuẩn bị đánh nhau với Trung Cộng thì chúng tôi lại được chuyển về Thanh Hóa ở cái trại gọi là số năm Thanh Hóa, à Thụy Yên, Yên Định đến năm 78 cuối năm 78 tôi bị liệt người và tôi nằm ở trong trạm xá đến tôi không nhớ rõ là bao nhiêu tôi đã có viết ở trong sách à, cuốn Cùng đỏ thì á, vào à, tháng 10, tháng 10, tháng 11 năm 80 tôi được thả về về Sài Gòn. Về Sài Gòn thì nhà tôi không còn nữa. Cho nên tôi phải ở nhà của bà chị tôi. Một ngày hôm sau, đêm hôm đó bà mới đưa cho tôi một cái giấy là phường đưa cái giấy này cậu đọc cái giấy đó đi cái giấy đó là bà đã ký với phường quận là tôi về tôi được ở trong nhà bà nhưng nếu tôi còn sống thì ba tháng sau không những tôi mà gia đình của bà đều phải đi theo tôi ra đi vùng kinh tế mới bởi vì họ muốn kiếm luôn căn nhà của ở à, phường do họ cũng muốn kiếm luôn căn nhà của của bà chị tôi nữa cho nên gia đình và bà chị tôi nói và thấy thì cậu phải tính cậu đi, đi. cho nên tôi không có nhà tôi ở tôi ở, ở, ở nhờ mà rồi cuối cùng chỉ trong vòng hai tháng mấy ba tháng là tôi đã kiếm đường tôi kiếm đường đi rất nhiều lần nhưng mà hai ba tháng sau Tôi mới có thể vượt biệt thành công. À, cái chuyện khốn khổ thì rất nhiều người đã kể về rồi. Tôi không có nhắc nhở đến. Cái khốn khổ đó là chung với tất cả mọi người. Nhưng cái quan trọng của một số những người đã bị chuyển ra ngoài Bắc với cái trường hợp của chúng tôi đó. Thì hai ba năm đầu, tụi tôi rất là coi như giống y như cá nhân tôi chẳng hạn. Là một người mặc dù bố mẹ của tôi cũng là ở nhà quê đi lên thôi nhưng mà tụi tôi tôi là người được sinh trưởng ở trong những thị xã ở thành phố cho nên tôi không biết gì nhà quê cả nhưng khi tôi được ra ngoài bắc thì họ đẩy tôi vào trong rừng cho nên tôi tụi tôi mới thấy rõ một điều rằng bây lần đầu tiên tụi tôi là một người mà cũng giống như người rừng rú mà về thành thị thì tụi tôi lại từ thành thị vào trong rừng rú tôi không biết làm gì hết. phải làm hết mọi thứ xây lại nhà để cho ở xây lại cái nơi để cho mình đi tù tạo ra cái đồ ăn thức uống của chính mình tất cả các đó đều mình phải làm hết với một cái hoàn cảnh như vậy đó cho nên một số những người tù của chúng tôi từ nam ra bắc trong vòng 2 năm ban đầu rất là thất vọng rất là đau đớn không phải là vì đau vì có đói mà cái căn bệnh về tâm lý và tinh thần nó quan trọng nó giết người ta thật đó nhưng khi chúng tôi ở ngoài bắc chúng tôi có những dịp là, là tiếp xúc được với những dân rừng rú hoặc là nông côn ở bắc chúng tôi thấy rằng à tôi ở miền nam họ người miền bắc họ đã khổ trước chúng tôi cả hai chục năm trước. <laughs> Bây giờ tôi mới bắt chúng tôi mới bắt đầu khổ. Thì họ là ai mà tại sao phải họ phải khổ như vậy? Có phải là đây, vậy? khi đó bắt đầu con người của chúng tôi là những người tù từng Giang Nam Giáo Bắc thấy rõ là trước kia thứ nhất ta chưa hiểu rằng dân tộc của ta đã sống cực khổ như thế nào. Với những người ở Bắc từ 5 năm năm tư họ đã khổ rồi tụi tôi từ năm 75 rồi bắt đầu mới khổ. Nếu đứng trên viện về dân tộc và con người thì ta đâu có khổ bằng những người ngoài Bắc đấy. <laughs> Cho nên tụi tôi lấy lại tự tin. Và khi tụi tôi lấy lại tự tin thì mới hiểu được, mới tìm hiểu được một điều rằng tất cả những người coi chúng tôi, giam giữ chúng tôi, họ chả hiểu gì cả họ chỉ nói theo những điều gì họ đã được dạy bảo thôi và thường ngày họ là những người những người mà tù ở ngoài ở trong nam rồi ngoài bắc cái đặc biệt là thế này thuộc tổng cục trại giam thì những người cán coi như là công an trại giam là phải ba đời bần của đông cho nên những người được tuyển vào đó họ hầu hết những người đó coi chúng tôi mà họ 20 tuổi 30 tuổi nhưng họ vừa coi và họ vừa đi học vừa đi học có những người hầu hết họ đã đang đi học trung học và tụi tôi hầu hết những người đi ra đó đều là tốt nghiệp đại học cả những như chúng tôi là sĩ quan hoặc có những người thiếu tá trung tá đại tá rồi là giám đốc này kia vân vân tất cả là đều là những người tốt nghiệp đại học hết có những cái gì, những chuyện rất là vui tôi kể nghe trong sách của tôi cái cuốn là cùm đỏ có nói tôi kể một câu chuyện là thế này cho cái vị thấy là ông Phạm Minh Dưỡng khi ông đi tù cùng với tôi là ông đã gần năm mươi mấy sáu mươi tuổi rồi ông là một người tốt nghiệp bông sốt ở bên Pháp rồi ông về năm năm mươi bảy ông đã là bộ trưởng bộ công tránh thì đến cái mùa, đến đến cái khi mà coi như là đi cày ruộng và vào coi như là 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 à, gần tết cây ruộng lạnh lắm thì tôi với ông ấy được xếp vào cùng một lúc ông ấy ông bảo ông bảo thôi tôi làm con trâu anh cầm cái cây ở làm sao anh đẩy tới tôi làm con trâu thì ông vừa đi ông ấy ông vừa đi ông, ông là năm mươi mấy sáu mươi thôi vừa đi, ông vừa nghe là nghe là hát bằng tiếng pháp. thì cái anh ở trên ấy, cái anh kia sao lại nói tiếng là là là, là, là ngoại quốc thế? làm nào không? tôi nói tiếng tiếng nga <laughs> nhưng mà thực ra ông đâu có biết tiếng nga, ông biết tiếng pháp bảo anh lên đây thế thì để ông phạm minh dưỡng mới nói với tôi thôi cậu nhé tớ thoát được là tớ đi lên trên đó rồi Mày lạnh quá tôi mình cậu 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 còn nhỏ tôi đến hai chục tuổi thôi cậu cứ tiếp tục đi nhé để tôi lên thế ông lên tôi thấy rõ một điều tôi vừa làm mà ông ông lên một cái là ông ở đâu anh làm sao anh uh, lại sao anh lại nói uh, tiếng người và không tôi nói tiếng Nga đây này thì là ông mới lực ra cái túi của ông ấy trong có cái cái cuốn tự điện, từ điển từ điển tiếng Pháp và Nga của vợ ông ấy từ bên Pháp gửi ông ấy bảo ông ấy gửi ra thì trong đó đấy đây rõ rệt nhưng mà thực ra ông ấy đang ngâm thơ Pháp <laughs> ông kêu bảo Ô! sao anh giỏi thế anh biết cả tiếng nga ở đây thì thế đây đây, đây, đây đây nga đâu mà và anh ấy được ông ấy được à thôi bây giờ cho uống nước chè nhá uống nước chè tức là ở ngoài bác nói nước chè không phải là chè đâu mà nước trà đó. ở bắc kêu là chè uống nước chè đó chè nóng ôi trời ơi mùa lạnh lạnh như vậy mà được một miếng nước chè nóng rồi lại hút điếu thuốc lào ôi sướng quá ngày hôm đó chiều hôm đó về ông phạm minh dưỡng gặp lại tôi ông bảo tôi đâu có ngờ tôi sướng đến như thế thôi nhá cậu chịu khó về cậu bảo đằng nào vậy cũng được một người sướng là tốt rồi <laughs> đại khái tôi kể một cái câu chuyện như vậy để chúng tôi hiểu và khi tôi liệt người lý do là bởi vì không những bởi vì tôi kinh niên cũng giống như mọi người kinh niên là đói khổ nghĩa quan trọng đó, của tôi bị là liệt là vì lý do tôi bị thần kinh và gân nó rút trên mặt tôi méo đấy méo một bên tên tay tay liệt một bên tôi bước bỏ vào trong coi như là cái trại và ở trong đó Mà lây lất như vậy một năm rưỡi sau thì tôi một hôm tôi được kêu cuối năm 80 được kêu ra để đi ra đi theo mỗi một số người khác và khoảng độ ba hai ba chục người của bốn năm trại về và tụi tôi ở đó một hai tuần lễ được vỗ béo tại vì tụi tôi gầy gò mối quá họ ở đó gầy gáo và trong cái thời gian vỗ béo đó là phải học tập theo cái, cái mục đích của họ là gì với mục đích là anh đã ở trong này khi anh được thả ra ngoài của xã hội thì anh quên cái gì anh cả trong này nếu anh ở ra ngoài nó mà anh nhắc những cái điều gì ở trong này thì anh sẽ trở về trong này. Hai tuần lễ tôi tụ tôi, tôi được dạy để mục đích như vậy đó. Ngoài bác á thì á đến năm 7 cuối năm 78 họ mới cho những thân nhân của mình ở miền Nam biết rằng những người đó ở đâu ngoài bác. Để vì thế thì cuối năm 78 đầu năm 79 mới có người đi từ nam ra bắc mà đi như vậy mà muốn đi thời đó mấy bạn bà vợ của bạn tôi đi là họ không đi thẳng được họ phải xin giấy tờ <laughs> đi ra Đà Nẵng xong rồi từ Đà Nẵng họ mới xin giấy tờ đi ra Hà Nội đến Hà Nội hỏi thăm mới biết rằng là ở trại nào bắt đầu mới đợi thì đi chứ con đường đi như vậy thì người bạn của tôi bây giờ vợ bạn tôi mới nói rằng cuộc đi như vậy đi trung bình là một tháng trời mới tới mà trên con đường đi đó và lúc về đây thì mỗi một lần đi về như vậy mất một cây như vậy là chỉ có những người vì thế cho nên tụi tôi ở trong một cái trại tù khoảng độ trên dưới một ngàn thì đôi khi một năm được hai ba người từ giàu có ở miền Nam mới được đi lại ra thăm nếu không thì có những người ở ngoài Bắc thì còn có gia đình ngoài Bắc thì đi thăm thí dụ như ông đại sứ Phạm Trọng Nhân ông là người được đi thăm hai ba lần bởi vì bố mẹ của ông còn sống và em của ông ấy phải chờ bằng xe đạp từ Hà Nội đi vào chở mẹ đi vào được thăm một lần thì có những người như vậy thì được thăm thôi còn không á thì 6 tháng một năm tụi tôi á được chỉ được gửi năm ký quà mà năm ký quà đó là người miền Nam phải tập trung người ta gửi ra theo biêu điện về rồi tập trung quà đó tại chí hòa rồi á những cái trại tù ở ngoài bắc đi vào trong nam lấy từng cái trại ra đưa lên đưa lên bắc bởi vì họ không muốn cho biết là trong vòng 2-3 năm không biết ở đâu đó là nguyên tắc thì cũng dễ hiểu thôi sau này tôi tìm hiểu tại nhiều người hỏi oh, tại sao kia cũng dễ hiểu tôi là bởi vì khi họ chiếm miền nam hai ban hai ba năm đầu họ cần phải không giảm thiểu tối đa những cái gọi như chống đối của thì họ phải làm chuyện đó thôi cái chuyện đó bình thường thôi thì mình phải hiểu như vậy nói đến cái chuyện mà giúp đỡ thì chính tù tôi là những người tù giúp đỡ nhau thế thôi những bạn thế cả tôi có một cái may mắn là từ nhỏ đến lớn tôi đọc rất nhiều sách đọc rất nhiều chuyện Kim Dung, chuyện tàu rồi Tramuskete của Pháp này cái vân vân. Tôi vào trong tù là tôi kể chuyện cho người ta nghe và những người và tôi thì suốt ba ba bốn năm trời tôi ngày Bắc tôi chỉ được lãnh được một hai lần cái quà thôi nhưng tôi lại được mọi người thương là bởi vì tôi kể chuyện cho người ta nghe người ta cho tôi ăn. <laughs> Tôi là người một trong những người rất may mắn đó là cái thứ nhất về vấn đề ăn uống. Cái vấn cái về thứ hai là gì? Là chính cái thực tế của dân miền Bắc khổ đó, đó đã dạy dỗ cho chúng tôi hiểu một điều rằng tụi tôi coi vậy đi tù vậy khổ đấy nhưng mà vẫn còn sướng hơn hầu hết những dân ở miền Bắc. Cho nên cái đó là một cái sự dạy dỗ Là một bài học rất lớn cho tụi tôi biết tự tin Và tụi tôi phấn đấu để sống còn Tuy nhiên nói như vậy thôi Chứ trong 3 bốn năm trời tụi tôi ở ngoài Bắc Cá nhân tôi thôi cũng đã chết một, một nửa rồi Ít nhất là một nửa rồi Thì mình chỉ biết điều đó thôi Chứ tôi không thể nào tính thêm được nữa hồi cuối năm 80 đầu năm 81 tôi 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 về thì đúng vào lúc đó mỗi một tuần lễ tôi phải lên phường trình công an phường vào thứ hai thứ ba thứ tư tùy họ quyết định thì tôi tôi lên á thì nó cầm cái giấy ra trải của tôi đưa cho họ và họ bắt tôi phải mua một cái tập vở năm chục trang và tôi viết từng ngày một ngày hôm đó giờ này tôi làm gì làm gì làm gì một tuần lễ như vậy tôi viết từ tám giờ rưỡi hay chín giờ lên trình diện họ cho họ làm viết qua buổi trưa thì đồ ăn của mình mới lấy mình ăn chiều mình phải viết xong đưa cho họ họ rồi á thường ra họ không cho về họ bảo anh anh, anh nằm đây ngủ bây giờ là buổi buổi chiều chúng tôi không làm việc ngày mai chúng tôi mới xét tiếp về việc của anh anh nằm đó đi không cho về làm <laughs> đó thì tôi lại phải phép về tôi lấy đồ ăn lên đó ăn ngồi ăn xong rồi ở... sáng sau họ lên họ bắt đầu xem xét rồi họ hỏi han à giờ này giờ kia tuần tháng ngày này kia anh làm sao cuối cùng họ bắt đầu họ kê okay cái là xong rồi họ mới đóng một cái dấu vào trong cái giấy ra trại của tôi là đã trình diện mỗi một tuần lễ tôi tôi phải lên trình diện một ngày đã. khi tôi về đó thì tôi bị lượt người cho nên chỉ trong tuần lễ sau thì tự nhiên anh coi như là công an khu vực cái công an khu vực mới đến thế này đảng và nhà nước khoan hồng cho anh về anh là trí thức anh phải lên hội trí thức yêu nước của thành phố mà trình diện để anh sinh hoạt trên đó chứ anh có ở đây được đâu và cái đó anh đưa về anh có một cái là anh phải đưa ra trình diện nó tôi công an thử việc và bảo là nhưng mà tôi đang liệt tôi phải đi tập và tôi phải mượn xe đạp. Thì tôi đâu mượn xe đạp, tôi tập xe đạp tập một hai. Cho nên á hai ba tuần sau tôi mới đạp lên trên coi như là hội trí thức trụ sở chiếu được hội trí thức hiệp nước thì trụ sở Chíu đức được nước lúc đó lúc mà tôi chỉ trình diện thì ở đường Nguyễn Thông tức là họ lấy cái câu lạc bộ phục hưng cũ để làm cái, ở à, đường Nguyễn Thông tôi lên đó tôi gặp những người bạn của tôi và họ là ô cậu về và tôi về nhưng mà à, bằng cấp này kia tôi không tôi không còn cái gì nữa không có gì chỉ có giấy ra trại thôi và ở như vậy đâu rồi anh cứ tôi biết ông lắm rồi tôi <laughs> quen nhau không không cần bây dạ, giờ bảo cho tôi vào, để tôi coi như là ở phường khóm không an phù vực yêu cầu tôi lên đây để trình diện xong là cho tôi được sinh hoạt ồ dạ, đốt oh, tốt lắm bây giờ anh cội đây chơi vào mới đưa giấy thì lúc đó là hội phó của hội chỉ thích yêu nước là ông chuẩn tướng Phạm Hòa Thanh. Ông là y sĩ. Ông về, ông ấy đang đợi để đi Pháp là bởi vì vợ con ông bên Pháp đang đón ông. Cho nên ông vào, ông nhìn ông bảo, cậu hả? Thôi, tôi ký được cậu, tôi biết cậu rồi, <laughs> ký được cậu. Cho thế là tôi được rồi. Thì xuống một cái anh em mà cậu được đặc biệt, tụi tôi lấy tiền đi ra mời cậu xuống câu lạc bộ. Cho cậu ăn cho nó sướng đấy thế cậu đi như vậy cỡ hơi khổ quá <laughs> đó thì tôi lấy tôi về tôi trình diện bà nên nhớ một điều rằng công an khu vực vô nhà là báo trước rồi hắn đến cái khạnh khảng ăn tới thì chị tôi anh chị anh coi như rẻ tôi và bà chị phải đi, đi mua cà phê sữa nóng và mới biểu samic để đó cho anh ngồi anh phán <laughs> à, mình là đứng à, và u uh, anh được uh, thấy chưa đảng và nhà nước uh, cho anh đây uh, này ký tên đàng hoàng đâu anh được uh, sinh hoạt tốt quá anh thôi anh đi sinh hoạt nhá à, anh đi sinh hoạt mỗi thủ, tuần lễ đi sinh hoạt anh về anh để trình diện tôi nhá đó là rồi là, là anh ấy nói xong rồi lại anh ấy lấy mấy đứa thuốc bỏ trong túi anh đi uống xong nước xong đi nhờ vậy thì tôi mới đi được chứ tôi đi kiếm vườn tôi đi chứ còn tôi rời khỏi chứ sáng ra một cái tôi ra trước cửa một cái là anh ấy đã ở cái nhà của những người mà người ta bỏ ở trước cửa là anh ấy là ngồi trước cửa anh mà này, anh bảo khỏe chứ vào bà có khỏe tôi mới ra đây tôi trồng rau chứ <laughs> Đã, nhờ tôi đi rình diện đó cho nên tôi mới có thể bỏ tôi đi được và đó đó thì mới đi kiếm cách để mà đi nhưng kiếm hai ba lần trong vòng hai, hai ba tháng tôi kiếm không được kiếm không ra cuối cùng bà chị tôi phải lo cho tôi bà nói rằng bây giờ tôi lo cho cậu nhưng mà muốn lo cho cậu á là cậu phải đưa thằng con trai của tôi đi theo cậu lúc đó nó 12 tuổi tôi sẽ lo trước cho cậu cậu ra ngoài nếu cậu mà còn sống cậu ra ngoài đó cậu gửi tiền về trả tiền của cậu với thằng nhỏ tức là tổng cộng lúc đó là ba cây của tôi nó là hai cây là năm cây cây vàng <laughs> à, thì ra đây tôi làm xong một năm trời tôi đi làm liếc rồi tôi lấy tiền rồi tôi gửi về cho bà thì bà có cái bà lại cho uh, chồng của bà và con bà vượt biên thôi và cuối cùng sáu bảy năm sau được con tôi tôi, tôi đến đây thì con của bà đi theo tôi thì bắt đầu bảo lãnh cho cho mẹ nó và mấy đứa nhỏ anh chị nó đi tôi sẽ là cô sai Không. tức là năm 91 là họ sang bên đây thực ra tôi đâu có biết cái chuyện vượt biên đó làm sao tôi chỉ đi theo gọi là những cái bà là cái người mà móc đối thôi nhưng mà đặc biệt là bà mới biết rồi là tôi bị liệt cho nên bà đưa tôi đi xuống cần thơ và dương cần thơ một cái rồi thì đây tôi kể cái chuyện về đi như vậy là trong sách tôi đề rõ khi xuống cần thơ Ếm tại một cái à, một cái quán của người Tàu đó Ngồi ăn coi như là mì ở đó ở Cần Thơ Thì con của cái, cái Ông bà là chủ đó là cái người móc nối của Của công an bên cạnh Cho nên Sau khi mấy xong thì ông bà cho ăn xong ông bà mới Nhìn ông bà mới bảo này Tôi đi đi đừng có ở đây con tôi nó không có tốt đâu <laughs> đi đi ăn xong phải đi rồi tôi đi xuống thì cái chỗ đó là nó bể, đấy. cái chỗ mà mà mà, mà liên lạc bị bể không có liên lạc được thế nên bà chị của tôi đưa tôi đấy ra ngoài bến xe nằm ở ngoài bến xe đó mà mới ra chứ không dám nằm, không thuê được vào mà vào đây là có chuyện liền. Thì mẹ thật nằm ở bên xe. Sáng hôm sau, 5-6 giờ sáng, bà đi ngược trở lại để bà kiếm. May là bà kiếm được cái người coi như là môi giới đó. Rồi á, tụi tôi ngồi đó, hai cậu cháu ngồi đó đợi tới 9, 10 giờ thì cái người môi giới đó mới tới chờ chúng tôi bằng xe đỏ lúc đó là bắt đầu bà mới, mới từ đó bà đi về Sài Gòn còn tụi tôi cái người đó sẽ chở đi đi xuống châu đốc và tụi tôi xuống ghe <laughs> ghe taxi ở châu đốc mà tôi nói đi xe tôi xuống ghe taxi rồi đó đúng lúc đó, đó ở dưới châu đốc đang tối hôm đó là đang có lễ cho nên ghe từ ghe coi như là là ghe taxi mà ra đến ghe chung là là tốt tại vì nhờ có trên sông họ có lễ cho nên đi rất thoải mái ra ghe chung rồi chạy vòng vòng một ngày đêm cả một nơi rồi tới khi đến cái làng giá đó thì hạ đi ra để chuyển từ cái ghe còi như là ghe chung ra cái ghe con cá lớn đó. thì á con cá lớn đó nó sẽ phải đón năm cái ghe chung nhưng mà ba ghe chung bè chỉ có hai ghe chung mới ra đến nơi rồi trong đó có một cái ghe của tôi thì ghe ra vào đó lúc mà tôi ra là lúc là hai giờ khuya thì cái ghe con cá lớn đó, nó nằm ở giữa hai cái cồn mà muốn đi từ bên này qua thì chỉ bắt một cái ván sang thôi thì cái người mà khỏe mạnh đi đã té chứ đừng nói tôi tôi là bị liệt mà. cho nên tôi phải bỏ tôi bỏ ở trên cái ván đó tôi bỏ đi sang bên cái kia. <laughs> cho nên khi á, tôi bỏ như vậy thì trước khi tôi bỏ tôi mới nói cháu tôi vào khi mà bị bắt á thì cháu quên cậu đi cứ về đi về rồi về cháu mới 12 tuổi cháu có bị tù cháu về một cái thì đấy có giấy tờ này kia cháu về bố mẹ cháu còn đừng nghĩ đến cậu Kệ cậu một sống hai chết thôi yên trí, con đừng có lo gì hết trơn à. mà tôi bò tôi bò chúng đó khi tôi bò như vậy hai tay tôi nghe hai bên cái cồn dân nói ô tôi vượt biên ra căng be thế rồi nghe nói về thôi tôi cũng chả biết nữa, không tôi đâu có chỉ nghe loáng toáng đến khi tôi bò sang bên kia tôi mệt quá rồi người ta kéo tôi vào là tôi ngất luôn Thế thôi, chớ khi tôi tỉnh dậy thì nó đi ra bên ngoài tôi là nằm ở trong dưới cái làn, ở à, trong hầm rồi. Mà lúc đó tôi mới biết là cái ghe lớn của tôi kể ra cái vị thấy lạ lùng lắm. Thứ nhất, nó dài 10 thước, nhưng mà họ làm thêm cái mũi, nó là cái đi trong sông, cho nên họ phải làm thêm cái mũi ra thành ra 12 thước cái mũi nó đưa ra còn bề ngang của nó có hai thước ấy. mà chứa bao nhiêu quý vị biết không 164 người tôi á là ở là mà ngồi sắp sấp với với nước ở dưới tàu mà may mắn vô cùng cuộc đời của tôi ấy. ở trong ấy tôi có kể rõ tôi kể lại cho quý vị nghe là khi tôi đã lên rồi á cái lúc bà tôi lơ lên cuối cùng ra là khoảng 5 giờ sáng người ta nói năm thì cái anh tài công anh mới tới anh tài công đi với người vợ và một đứa con nhỏ đi tới thì mọi người mới hỏi Ôi trời, anh bây giờ không Tôi năm nay 20, 24 tuổi rồi tôi từ lúc tôi 15 tuổi cho đến bây giờ là tôi đi từ đây sang bên mã Lai từ đánh cá quý vị đừng lo <laughs> hỏi bao nhiêu có bao nhiêu coi như là 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 là, 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 là thùng xăng Nó bảo ba thùng xăng ô không cần hai thùng đủ rồi <laughs> tôi lái bây giờ cho vợ con tôi cùng ngồi chỗ tôi thôi còn tôi lại kệ và đồng đúng như vậy anh lái một ngày rưỡi tới tận Nên là mà lại và tôi bà đêm mà lại trước khi được vào Polo Đông thì tôi phải đi lên có ghe của ấy, của coi như là là mấy người ghe ấy đã ca tôi tôi không có gặp bị coi như là là cả hải tặc hay cướp gì cả nhưng những cái ghe ấy họ mới chở vào trong đó và một cái một cái đảo ở ngoài đảo đó tối hôm đó ở ngoài đảo sáng hôm sau thì có tàu của Liên Hiệp Quốc tới đón tàu ủy Liên Hợp Quốc đến đón vào polo bi đông tôi là người ở polo đông và cuộc đời của tôi nó rất là thoải mái tôi thấy rõ mọi điều khi tôi khốn khổ thì nó xuống tới đất đen nhưng khi tôi đã thoải mái tôi gặp đó, thì cứ thế tôi vươn lên mãi may mắn gặp mãi tôi may mắn đi thoát đến đến polo bi đông lên bô vi lông á, thì chỉ có cái quần xà lỏng với cái áo thôi mà lên hôi quá người ta bắt đứng bên ngoài rồi người ta cho cái áo xong rồi phải thay quần áo ở ngoài lên vô để tập họp thì người tổng thư ký trại là cùng học với tôi anh ta học là anh văn bây giờ anh ở đây vợ anh là dược sĩ anh ấy làm từng cái trại anh ấy nó sắp xếp với cái kia rồi anh bảo ủa sao trông có phải phạm quốc bảo tôi bảo đây mà cậu có nhớ tôi bảo tôi có nhớ ai được đâu <laughs> tôi bây giờ tôi nhìn thì chỉ có không quá một, một thước nữa. lúc đó là tôi mắt của tôi tôi nhìn được quá một thước tôi nhớ ai bảo cậu không nhớ nhưng tớ nhớ nữa cậu bây giờ cậu lên đi cậu bây giờ là hỏi ở nhà tôi đi, tại vì hai cậu cháu của cậu lên, Có vợ tôi ấy kia với các em nuôi cho cậu chứ không có cậu là gì cả, cậu cứ lên ở. Bởi vì một thật tuần nữa tôi đi, tôi đi định cư. Cái nên lên tối hôm đó tôi được anh cho ăn cơm xong cái hỏi, sao giấy tờ cậu đó? Tôi đưa giấy coi như là giấy ra trải. có bộ trời ơi! cái này quá tốt bởi vì đây là cái giấy tờ đầu tiên giấy ra trại đầu tiên từ ngoài bắc vào ở đây chưa có một cái giấy nào như thế này cả ông để đó cho tôi tôi sáng nay tôi đưa cái thái này lên thì đúng cái lúc mà tôi lên trại đó thì thường ra cứ một năm một tháng thì phái đoàn mỹ vào và phỏng vấn xong đó họ về một tháng sau lại phái đoàn mỹ lại tới nhưng để họ tuyên thệ tại vì những người phỏng vấn cũ họ xong hết rồi là tuyên thệ thì kỳ này là chỉ có người phái đoàn mỹ vào để tuyên thệ thôi thì hắn mới sáng hôm sau hắn đưa giấy tờ của lên mà nói nào ra thế nó đặc cách người ta này được coi như là phỏng vấn liền Thế tôi được phỏng vấn liền thì tôi nhớ mà đây kia rồi á một ngày hôm sau phỏng vấn một cái rồi ngày hôm sau tức là chỉ có hai ngày thôi là người ta xác nhận liền là bởi vì tôi là chúng quý tôi là cái thì tối hôm đó họ đánh về coi như là Colombo Colombo đánh về coi New York thì trong New York họ có sẵn hồ sơ của 100 một triệu mốt lính rồi họ trách ra hết đúng rồi ok sáng hôm sau nghĩa là trưởng phái đoàn của 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 mỹ kêu vào tôi cùng lấy tôi xuân anh nhé anh để này. Đấy, anh, anh, anh nguyên anh nguyên của anh này đúng là anh không có ai sáng nữa nó bảo bây giờ anh muốn đi bảo tôi tôi đi nếu tôi đi mình tôi không đi, tại vì là có cháu tôi tôi đã hứa là sẽ đưa con cháu tôi đi. Nếu để nó lại thì là là không có thân nhân nó phải đợi và có người khác nó kẹt lắm cho nên tôi phải đưa nó đi. Vậy nếu quý vị cho tôi đi thì phải cho nó đi theo, còn không tôi, tôi ở lại tôi đợi. Thế và cái chuyện đó tôi không có đủ thẩm quyền để tôi hỏi lại. Một tuần sau tôi trả lời anh nhưng tuần sau anh bạn tôi đi rồi thì là tôi giới thiệu tôi vào làm tổng tổng thư ký trại luôn. Thế một tuần sau tôi làm tổng thư ký trại, <laughs> rồi ấy, một tháng sau tôi được bầu làm phó trại. Tôi sinh hoạt bởi vì tôi lo tất cả những người ở trong ghe của tôi tôi vào những cái người mà đi coi như là là trẻ mà không thân nhân là tôi lấy về hết hai ba hai hai ba chục đứa tôi lấy về hết chia cho nó đứa dạy học này kia nấu nướng này kia tôi không cần lo gì cả tôi chỉ đi phục vụ thôi <laughs> cho nên một tháng rưỡi sau tức là tôi lên trại cái là hai tuần sau là tôi ăn tết ở trên tết nguyên đán của mình ở trên trại ở Polo Vì Đông năm 1981 từ năm 80 sang 81 thì tôi đi là ta khoảng tháng 2 năm 81 là thế. Thì đến tháng 3 là tôi được đưa sang sân BC ở bên coi như Mã Lai để đợi máy bay đi. Thì tôi đang đợi máy bay để đi sang Mỹ. Thì ở đó cái anh coi GVA tôi còn nhớ mãi tên anh là Elliot. Anh là ở New York anh làm đấy anh mới bảo anh cũng ra mà bảo à, ông ở đây à ông đang đợi và tôi đang đợi máy bay ông bảo là kỳ này là đặc biệt những đồng bào mà Mỹ Nhật ở Polomi Đông đi sang bên Galang Hai cái Galang Hai là Mỹ xây ở đó để cho những người có được Mỹ nhận rồi sang đây là đầu tiên qua rồi thêm cộng với những người được Mỹ nhận ở ở bên Thái Lan qua nữa tức là hai cái hai cái nó hợp lại anh đã làm phó trại ở bên Poly Đông anh có nên đi để tiếp tục anh giúp đồng bào ở bên kia không tôi bảo tôi, đi tù bốn năm năm tôi đâu có đi trước đi sau hai ban hai ban năm tôi cũng đâu coi ra gì đâu tôi đi ra tôi cũng chỉ là tôi độc thân mà tôi đâu có sợ gì đâu ông bảo thế à? cậu ông nói, rồi đi lò ngày hôm sau anh đến và ông xếp tôi đồng ý để cho ông ở lại đi theo là, là tôi sang bên ca lang hai mấy tha tuần sau tôi được bầu làm trại trưởng ở bên ca hai tôi xếp đặt cho bên ca hai xong vừa xong một cái rồi thì anh Elliot anh mới tới anh ấy hố đoạn anh tới anh ấy bảo Ông sếp tôi ông sếp tôi mà não tôi quá. Để cho ông đi làm về ở trên là biết là, là 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 ông bị não Thôi, ông sửa soạn đi một tuần nữa phải ông đi sang Singapore để ông đi sang Mỹ. Ông không được làm. Nữa. Đại khái như vậy. Cho nên tôi chỉ ở đảo cho tới tháng 3 tháng 4 là tôi đi và tôi sang được đến Mỹ là vào trong coi như là vào và làm thủ tục nhập tịch đạp vào nước Mỹ đi vào nước Mỹ 15 tháng 5 năm 81 ở tại coi như là ở Auckland là ở coi như là phi trường Auckland Đó. Thú thực ra nói thì có lẽ là, là mọi người sẽ nghĩ rằng là là đặc biệt. Tôi thực ra những cái lần thế tôi thí dụ như tôi về được Sài Gòn, tôi bước chân mà đi tàu hỏa được về Sài Gòn, xuống lúc đó là tàu hỏa đâu có vào được trong thành phố nữa, ừ. nằm ở bên ngoài đó. Bên ngoài rồi tôi đi xuống rồi. Mà quý vị có biết là tôi là một người sinh trưởng và suốt đời là ở thành phố. Thế mà 4, 4, 5 năm tôi rời thành phố mà tôi đi về với thành phố. Tôi đi tôi đi mà thấy bây giờ trên đường ở coi như là à, ở, ở ga Bình Triệu á. Mà trên đường người ta đi làm vào lúc mà tôi đi về hồi đầu năm 81 là 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 hầu hết là đều là là, là xe đạp với xe, xe gắn máy chứ đâu có xe hơi nào đâu. Thế mà tôi bước chân xuống không dám đi qua đường. Là biết như thế nào. Đó cái tôi cảm giác vậy. Cái chuyện tôi được về rồi đến cái chuyện mà tôi ượt bên này cái tất cả những cái đó cái xúc động của tôi không hề có như như những người khác bởi vì trong cái thời gian đó tôi mê man rồi tôi không có biết cái gì cả tôi không có biết cái gì hết cuộc đời của tôi á cho nên tôi nói mà nhiều người có lẽ sẽ xí lạ sống sót được trở về gõ cửa vào mình vào quý vị, quý vị là tôi tôi bước xuống cái, cái cái cái, đường để tôi đi tôi không đi được nữa tôi bước xuống tôi lại lên đứng đứng, đứng lên thì có một cái anh anh ấy chạy xe ôm bên kia cái đường anh ấy chạy sang anh ấy dẫn tôi qua lúc tôi đeo một cái bị cói này rồi qua một cái thì dẫn vào trong cái cái cái, 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 cái quán bên lề đường nữa nè thì bà cụ quán ở lề là bà vợ con con uống uh, cô đứng cà phê sữa nóng nhá bà bảo không con không có tiền bà bảo, không con không phải cần chặt tiền gì cả <laughs> đấy nè đưa chưa là nóng xong con ngồi đó con uống đi con khỏe khoắn ngồi tỉnh lại đi rồi á uh, kêu cái anh lúc nãy anh ấy đưa mà mày đưa ông ấy về nhá thì hóa ra cái người đó là con của bà của quản và cái anh đánh chạy xe ôm anh đưa về anh ấy là còn bà lại còn nói nói, nói thêm đai thôi để cho nó ăn một cái bánh và lúc đó tôi ăn tôi cũng không biết bánh gì nữa rồi tôi lên ngồi ở bên cạnh thì tôi nghe bà nói bà nói này chở người ta về thôi đừng có lấy đồng nào nhá mẹ thế thì bảo mẹ nó khỏi nói con biết mà thế là trên đi thì anh mới họ tôi mới đi tôi mới bảo tại sao anh biết cái gì bảo thì tôi cũng đi tù như anh về chớp đây đó là mẹ tôi ấy. <laughs> nên tù về anh nhưng mà tôi tù, tù miền Nam, tôi nhìn anh tôi biết từ Bắc về. <laughs> thế nên trở về nhà, về đến nhà một cái tôi gõ vào trong cái cửa của tôi đó tôi gõ mãi là thấy không có gì thì nhà bên cạnh là nhà của ông anh coi như con chú một bác của tôi thì thằng con cháu con của đi sao ơi nhà đó họ đi vắng xong nó nhìn ôi chú hả nó bây giờ nó mới nhận ra tôi là vì tôi đeo cái cói là tôi mà bị liệt ơ đu à? nó chạy vô mẹ mẹ bố 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 chú chú về chú về thế đang ngay vậy rồi mấy người chạy ra cái đưa về chứ cha kia cha đi mất rồi <laughs> cho nên đâu có trả tiền ra đấy tất cả những chuyện đó thì tôi nhớ rất là kỹ bây giờ hỏi tôi về cái cảm xúc tôi như thế nào thì quả rằng những lúc đó tôi không có cảm xúc rồi tôi mê đi chứ tôi không hề có một cái gì cảm xúc hết tôi chai đá rồi tôi không còn cái gì nữa đâu trên đó là cái sự thật tôi muốn nói ra tôi thực ra thì tôi nói tôi không tôi không nhận xét tôi cũng không phê bình tôi chỉ nói sự thật thôi, thì tôi chỉ kể cái câu chuyện của tôi thôi tôi được chứng kiến và tôi được hưởng những cái đó thôi tôi không nói cái khác Tôi nói xin phép quý vị là thế này Là Trên đường tôi tôi, tôi đi Xe lửa đi về Quý vị có biết không Đến Vinh Đến coi như là Vinh là cái nơi Người ta bảo là đó là nơi Của ông Hồ sinh ra chứ gì Ở Vinh đó Người ta bán những cái con gà Luộc á Họ đưa là luộc Mà ghé khoảng một hai phút tại cái trạm của vinh vừa ấy đây họ đi bán đó thì tụi tôi mới gom tiền lại nhau tự mua thì gửi người đưa xuống thì họ bảo là à, họ bảo anh thì 5 đồng anh tụi tôi đồng có 10 đồng thì mua được hai con để chia nhau mấy mấy anh em chia nhau tới mấy anh, anh bè coi như là công an ở trên trên ấy trên công an ở trên coi như là trên xe lửa ấy bán cho tôi hai con gửi mười đồng được không các cậu thì mười đồng con chứ không được năm đồng <laughs> rồi á mấy người ta đi bộ đội ở trên đấy nó cười ha 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 đó đó công an của dân đấy <laughs> tụi ca đội nó cười mấy thằng mẹ kia bảo tại sao bán cho, cho, cho mấy thằng tù này thì lấy ấy là, tại nó không có tiền tôi cũng như chúng nó họ tôi bán cho họ thế ra tôi không phải lấy nhưng mà tôi không lấy tiền đâu tôi xài Nhạ. cho nên quý người họ thì 5 đồng một con còn các anh thì 10 đồng <laughs> có mua 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 đòi đây tôi kể chuyện này chỉ nghe này à. còn bảo rằng là lúc đó là bảo rằng là người Việt Nam cộng hòa thì không, không có con người đối đãi với nhau là họ đối đãi như vậy chứ không phải là chỉ có ở miền Nam ở miền Nam thì đương nhiên rồi khi tụi tôi về ga Huế về qua Đà Nẵng, về cái ga Bình Định, người ta còn ném đồ ăn cho chúng tôi. Từ đây là ga Vinh cơ mà, tức là ngoài đó mà, mà người ta còn đối đại vậy. Đó. Tôi kể cho quý vị nghe, đó là sự thật. Mà trong sách tôi đề như vậy, tôi không nói gì cả. Đã. Nhật định thì nói sơ ra, tôi nói thực ra nó phải kể dài lòng lắm ghề dài dòng nhưng bà phải nói thẳng một điều rằng ở miền Nam 20 năm miền Nam từ năm 54 cho đến năm 75 báo chí ở Sài Gòn nói chung và coi như là truyền thông à, báo chí nói riêng và truyền thông nói chung nó phát triển vô cùng tận mà không phải là chỉ có báo chí chuyên nghiệp mà ngay cả những trường học, ngay cả những coi như là là những cái cái nơi người ta làm việc người ta cũng có những cái đặc sản riêng của họ. Rồi ấy, về quân đội nó cũng họ cũng có cái đặc sản riêng của họ. Mà họ viết rất là tự nhiên. Đâu phải là cho nên cái miền Nam là cái phát triển được cái gì thì cứ phát triển thôi. Phải nói như vậy hải ngoại quý vị căn bản nó cũng tự do thì phát triển thôi nhưng muốn nuôi sống ở đó thì yếu tố kinh tế vẫn là chính nên nhớ như vậy cho nên sự phát triển dựa vào kinh tế thì chuyên nghiệp càng ngày càng yếu đi bây giờ quý vị đã thấy đó báo chí ngày này đấy cho đến bây giờ quý vị thấy có tất cả những báo những cái tập san chuyên chuyên môn về về văn chương nghệ thuật bây giờ còn còn tờ nào nữa đâu mà thậm chí đến bây giờ quý vị đã thấy 10 năm nay báo giấy về nhật báo chỉ còn có một hai tờ Bên cạnh đó quý vị thấy trong vòng 10 năm nay phát triển về vấn đề coi như Internet nó nhanh vô tả. Và năm vừa qua 2020 nó lại còn đẩy Internet tới bước một bước tiến vô cùng lớn nhờ Covid đấy. <laughs> Tôi chỉ nói sơ như vậy, những cái yếu tố đặc sắc để mà nói chuyện với quý vị thôi yếu tố thứ nhất đó, là một cái dịp để người ta hòa coi như là bắc trung nam là một cái sự hòa đó nó đẩy người ta coi như là đó một yếu tố rất lớn lớn để chúng ta tha cái đầu óc của con người sống họ có những cái coi như là những cái sáng tạo rất là phong phú mới tôi còn nhớ mãi hồi tôi bắt đầu học vào trong nam tôi học để thất để đục để ngủ chỉ trong vòng có 2 năm để thất để đục thôi thì á tôi bị những người coi như là miền nam mà nhất là mấy cái người mà từ bắc những người mà chỉ cùng học ở từ bắc và trong nam lâu rồi đó tức người ta kêu là bắc kỳ cũ nó bắt nạt nhiều lắm nhưng hai năm sau nó khác rồi nó khác hẳn tức là cái sự biến động về dân số yeah. trung năm bắc hòa lại một đó là một trong những yếu tố đẩy cái tính chất về cái đời sống cái sinh hoạt nó phong phú đủ mọi mặt chứ không phải là chỉ một mặt về vấn đề văn học nghệ thuật thôi thì quý vị đã biết rồi. Thêm một nữa là với xã hội miền Nam lúc đó là một cái xã hội đã bắt đầu áp dụng coi như là cái nền coi như giáo dục một cái hệ thống một cái chương trình giáo dục của ông Hoàng Xuân Án từ năm 1945 mở lại và các tài liệu về người ta kêu textbook tức là những cái sách giáo khoa đủ mọi mặt coi như nó phát triển một cách vô cùng phong phú đủ mọi mặt hết thì quý vị đã thấy rõ đương nhiên là nó phải như thế thôi ở một xứ tự do cái quan trọng nhất là từ con người của họ cái sức sống của những người họ phát ra và họ hợp lại thành xã hội cộng đồng cho nên nó lớn mạnh là nhờ chỗ đó căn bản nó vẫn đạt vậy căn bản tự do là chỗ đó nó lớn mạnh nó đẹp nó phong phú là chỗ đó à, nghĩ gì về trong nước chị bằng trước 75 thì tôi nói thực ra như tôi vừa trình bày lúc nãy thì nó coi như 70 coi như là 20 năm ở miền Nam họ phong phú họ phát hiện. Tới bây giờ 40 năm trôi qua rồi từ từ năm 75 đến giờ tôi nói thật với quý vị ở trong nước trong vòng hai chục năm nay họ bắt đầu phát triển ghê gớm bắt đầu không thể nào mà bất cứ cái xã hội nào anh có gì mà họ chừng bấy cho nó họ cũng vẫn phát triển quý vị đã thấy rõ trong hai chục năm nay ở trong nước bolero nhạc nhé nó tiến độ như vậy tất cả 20 năm nay. Và chính những người trong nước đó là một trong những cái, cái 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 cái, cái, nguồn kích thích để cho những người trong nước bây giờ chỉ trong vòng 10 năm nay họ những người trẻ trong nước họ sáng tác rất hay. Và họ hát cũng rất hay. Về cái mặt về âm nhạc tôi nói thật trong vòng 10 năm nay ở trong nước phát triển mà căn bản là được những nhạc mà người ta kêu chạc vàng nhạc mà người ta kêu là phạm chiết này kia nó được phục hồi và nhờ đó nó là một cái căn bản trong vòng hai chục năm nó đẩy tới 10 năm nay về vấn đề âm nhạc về vấn đề coi như giải trí tôi thấy tôi rất thấy thú vị trong nước đã họ đang có những cái biết điện ngược lại ở ngoài này vì về vấn đề chuyên về vấn đề tiếng Việt và cái này kia nhờ bốn chục năm nay những cái lớp người di tị nạn đầu tiên đã tạo căn bản căn bản đó không những về đời sống là về cái sức sống về cái tinh thần đi vào cụ thể nó về tiếng Việt về chữ Việt đã xây dựng nó cả một cái nền bóng nhưng nó ở trong một cái xã hội Mỹ cho nên nó không thể phát triển đúng mức mà nó muốn được. Riêng cái mặt mà tôi nói xin lỗi chỉ trong vòng 2 ba năm nay quý vị đã thấy mỗi một thứ mỗi một thứ bảy chủ nhật ở tại cộng đồng người Việt ở Nam Cali tại Orange okay, Những cái trung tâm Việt ngữ đã hướng dẫn cả hàng chục ngàn trẻ em đi học tiếng Việt vào thứ bảy chủ nhật quý vị đã thấy là cái đó là được tiếp nối từ ha bốn năm chục năm nay ở tại đây mà mới được như vậy còn nó pha cũng phát triển nó cũng phải có một thời gian quý vị bây giờ thấy rõ ở trên tivi những cái như ước mơ việt nhé nó lên như vậy những cái chương trình về à, coi như câu lạc bộ tình nghệ sĩ minh hưng nhé, rồi cái này rồi ở bên bên công giáo cũng vậy, những cái ca đoàn nhé, ở bên Phật giáo cũng những ca đoàn, tất cả những cái đó nó lớn mạnh như vậy, mà hàng tuần nó như thế chứ đâu phải, thì quý vị đã thấy như thế nào rồi? Đó là cái bước. Còn về vấn đề văn chương thứ thực quý Quỷ nó là tiến chậm nhất tôi in được trên ba chục à, hai chục tác phẩm hai trên hai mười mấy tác phẩm và viết có đủ mọi loại bây giờ tôi quay lại tôi nghĩ một điều rằng tôi khác với những người khác là tôi không chủ trương viết chuyện viết sách với này kia mà tôi cái coi cái đó giống y như là một cái tâm tình của mình đối với độc giả mà thôi. Những cái điều gì tôi sống và tôi gặp ở trong đời sống, tôi suy tưởng về đời sống, về sự sống còn của tôi, của gia đình tôi, của cộng đồng tôi, của dân tộc tôi thì tôi chia sẻ thôi. Cái đó là chia sẻ cho nên chuyện tôi viết á cho nên bây giờ có đôi khi bây giờ tôi còn đọc ba bốn cuốn sách mà tôi đâu có muốn in đâu đó. thành ra mình chia sẻ được cái gì thì mình chia sẻ tôi khác với những người mà bảo là tôi làm nhà văn hay nhà báo này kia tôi chỉ là người viết thôi mà người viết của, của tôi với một mục đích ấy, là chia sẻ về đời sống cụ thể của tôi trong hàng ngày hàng tháng hàng năm suy tư của tôi về đời sống mà không những của riêng thôi mà của tôi và tiếp giáp với những người khác và tiếp giáp với cả cái xã hội này cả cái cộng đồng này rồi dân tộc của tôi tất cả cái đó là tư ở những cái đó mà tôi làm tức là tôi chia sẻ thôi tôi tâm sự thôi chứ tôi không phải là một người mà chọn con đường việt pháp tôi không có bằng chứng là bây giờ trên một năm nay tôi không có làm nhưng tôi vẫn làm đủ mọi việc giống y như công việc hàng ngày của mình làm thế thôi coi cái công việc viết sách với này kia chỉ là một công việc bình thường để thổ lộ mà thôi, không là cái gì khác cả. Theo tôi nghĩ, tôi nghĩ rằng cái nguồn mà cảm hứng và cái sự, à, cái cái động lực thúc đẩy ta ngồi ta viết chính là mình muốn sống mỗi một ngày mình muốn sống một cách tốt đẹp hơn một cách hạnh phúc hơn mình sống còn một cách gọi là có ích hơn thì ta làm thôi chứ không phải là cái gì khác cả chính những cái đời sống đó nó là những nguồn thúc đẩy tôi biết đó. chứ không hoàn toàn không phải là không phải không có cần gợi hứng để có cái là làm thôi <laughs> nó giống y như hơi thở vậy, chứ nó không là cái gì khác hết. căn bản của tôi thì về học thức thì nói thực học xong rồi bằng cấp xong rồi trả thầy thôi. nhưng mà phải nói cái cái căn bản của tôi là căn bản của tôi là tôi là cao học triết, mà trước khi tôi lấy cái 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 triết đông đó, là tôi đã lấy cái cử nhân giáo hóa triết tây đã xong rồi tôi mới thấy tôi không thỏa mãn về những cái chỉ có lý trí chỉ có suy luận thôi cho nên tôi phải học thêm lấy hai chính trị nữa để đậu cái chiến đông rồi sau đó làm cao học Chiến đông cái đề tài tôi làm cao học đó, là trên đường à, trên đường tìm về việt tính qua ca dao tục ngữ và chuyện cổ tích việt nam <laughs> thôi có gì khác đâu Thành ra từ đó để mà nói lại Kích thích Cái điều kích thích mà đối với tôi Nó gần gũi nhất Và nó thực tế nhất Nó dài lâu nhất Là sự sống Mỗi một ngày anh sống thế nào Thì nó va chạm vào Mình suy nghĩ Mình suy nghĩ về nó thì mình chia sẻ với người khác về cái suy nghĩ của mình tốt có gì đâu. Quý vị nên nhớ một điều rằng văn học của một dân tộc, của một ngôn ngữ nào nó có đời sống của nó chứ không phải là tự nhiên nó có được việc nhất vì thế cho nên đặt vấn hỏi ở trong nước vì cái chính thể đó mà văn học nó không có không có nó phải biến động đi bằng chứng bây giờ viết bao nhiêu những người viết rất giỏi trong nước mặc dù ít nhưng mà rất giỏi nguyễn ngọc tư chẳng hạn rất giỏi rồi ở ngoài này á âu xuyên vương này mới có hai mươi tuổi này. rồi nguyễn thanh việt này Họ là những người viết mà cách đây à, ba, ba bốn chục, à, ba ba chục năm, những người viết bằng tiếng Mỹ mà gốc Việt biết bao nhiêu? Không phải là chỉ có ở bên Mỹ mà ở bên Pháp cũng đã có những người đạt giải thưởng. Bên Mỹ này thì người mà bây giờ nổi tiếng nhất trong vòng hai ba năm nay là Nguyễn Thanh Việt. Ông ta là trở thành ra một giáo sư về văn chương ở đại học. Rồi cái anh Xuân Vương tức là Hải Vương mới đây làm thơ được biết bao nhiêu giải thưởng người cộng Việt <laughs> thành ra sự phát triển hãy để cho nó phát triển. Đã là dân tộc, đã là xã hội, đã là cộng đồng thì nó sẽ phát triển. Phát triển theo cái nhu cầu và cái sức sống của nó trong cái giai đoạn đó tôi cho anh như vậy. Cho nên bảo rằng lấy cái cái cốc cũ của năm 54, chứ năm tư trên năm bảy năm ở miền Nam mà ấy, thì chúng ta chỉ nói đến rằng đứng trên nguyên diện gọi là về lịch sử thì ok thôi nhưng về vấn đề về vấn đề văn học về vấn đề văn chương vấn đề nghệ thuật nó phải biến động khác đi chứ nó phải khác hẳn đi chứ nó như cũ thì viết để làm gì đúng không nó phải nó phải diễn tả được sức sống hiện nay của nó như thế nào mỗi một mỗi một coi như là giai đoạn của lịch sử con người ta sống ở trong đó cụ thể nó sống thế nào thì họ diễn tả cái 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 suy tư cái suy nghĩ cái mầm sống cái mục đích cái nguyên nhân của họ chứ ta lấy cái đó là quan trọng đừng để ý đến những chuyện khác ngay từ cái lúc mà cái coi như là cái cái đại dịch covid 19 này đó làm cho tôi thấy được một điều rằng nó đang đặt ra một cái hướng mới về văn học nghệ thuật và nhất là về âm nhạc trong vòng một năm nay những cái studio mà họ tự họ làm rồi họ phóng lên trên net họ hát rất hay ở ngoài này cũng hay mà trong nước tôi được người ta ở mấy cái mấy cái chương trình coi như là tv của ở tại đây này, họ thâu lại họ phát ra đó tuyệt vời vô cùng cái đó rất mới cái đó rất tuyệt tôi nghĩ rằng họ đang có sửa soạn một cái bước tiến mới một cái màu sắc văn hóa, văn chương nghệ thuật âm nhạc mới mà bắt đầu từ Covid 19 <laughs> về cái uh, coi như là cái chương trình di sản của người Việt Nam tị nạn hải ngoại hiện nay tôi đang coi như là cố vấn cho cái chương trình đó nhưng mà tôi phải nhắc rằng trước cái chương trình đó đã có những cái chương trình khác họ đang làm chứ phải không nhưng mà quy mô và cái tầm vóc và hoạt động thì mấy cái kia nó vì bị chi phối cái này cái kia thì nó hơi giới hạn nhưng mà tôi thấy cái này rất là hay tôi được À, là một thành viên ở trong cái VSF em mà tôi rất là tôi rất là mạnh diện tôi hết, hết lòng tôi giúp đỡ cái lòng của tôi tôi coi như cái đó là số một bên cạnh đó ở các nơi tôi đã biết biết bao nhiêu chỗ từ viện việt học cũng đã có bây giờ hiện nay có những coi như là có những cái giới về cựu quân nhân quân lực Việt Nam họ hòa họ cũng đã có làm những cái chương trình diễn hạn đó họ làm những bức tượng họ làm này kia vân vân rồi trước kia ở trên San Jose có ông đại tá Vũ, Vũ Văn Lộc giao chỉ ông cũng đã làm và ông đã có bây giờ là trong vòng năm 10 năm mười năm nay ông đã có một cái chương trình ở trên đó ông làm hai ba chục năm nay rồi nhưng bên cạnh nó nó có có phần giới hạn của nó chúng ta đây chúng ta làm cái nẻo này chúng ta cũng có giới giới của chúng ta nhưng cái quan trọng theo tôi nghĩ là phải join với nhau bởi vì chúng ta là xây dựng cho cộng đồng cho những cái thế hệ sau này cho những cái cho những cái xã hội mỹ và lịch sử thế giới loài người biết rằng trong cái này có một cái giai đoạn của một người Việt tị nạn. Và họ đi ra đây và họ đã đặt được nền móng ngoài này. Được đến cái thế hệ thứ ba, thứ hai, thứ ba rồi. Bây giờ cái thế hệ thứ nhất đang nỗ lực. Đây là một trong những công việc của nỗ lực của thế hệ thứ nhất. Để lại giống như một di sản. Tạo lên một cái nền tảng cho cái sự gia nhập vào của cái người Việt, người Mỹ gốc Việt hoặc là người nào đó gốc Việt ở trên thế giới lịch sử trong tương lai năm 10 năm nữa, hai chục năm nữa, một trăm năm nữa họ rất cần thiết những cái điều này để cho họ nhìn thấy được sự đóng góp thực sự của người gốc Việt ở thế giới, ở loài người. về cảm thức á, thì à, thưa quý vị tôi cũng như quý vị thôi cá nhân tôi cũng vậy thôi luôn luôn sống động với những cái cảm thức về dân tộc về này kia nhưng mà chúng ta phải nên nhớ một điều rằng chúng ta phải chấp nhận có những sự thay đổi của nó và chúng ta cũng đừng dựa trên một cái một cái quan điểm nhỏ hẹp nào để mà đóng khung cái việc bước tiến của cả một dân tộc. Chúng ta phải biết mở rộng lòng ra để mà đón nhận những cái bước tiến mới của những thế hệ mới ở bất cứ một cái xã hội nào từ năm 75 đến bây giờ người Việt ở trong nước nó là một cái cộng đồng đối với cả hàng trăm cộng đồng ở trên thế giới này gốc Việt chứ nó có phải là vì thế cho nên đó là một sự đóng góp chung chúng ta phải quan niệm cái đó tôi bây giờ cũng là một cái thế hệ đầu tiên của quý vị quý vị đã biết tôi cũng như quý vị và con cháu của quý vị chúng ta phải nhìn được nhận rằng cái gì nó là dù là hay hay là dù là dở dù là đúng hay dù là sai nó cũng là di sản của chúng ta đúng thì chúng ta tiếp tục sai thì chúng ta biết để chúng ta sửa đổi chúng ta phải biết điều chỉnh nó bởi vì bất cứ một giai đoạn sống nào nó cũng có cái biến động của nó phải nhớ như vậy đừng bao giờ phải dừng lại một chỗ để mà thui chột dần đi cái mầm sống của dân tộc từ hôm nay đến giờ là một cách gián tiếp là hoặc trực tiếp và tôi đã trả lời mọi thứ để trong tương lai với cho bây giờ với cho chính tôi cho cái quá khứ của tôi khi tôi nhắc đến quá khứ tức là chả phải là để làm gì mà để nói một điều rằng nó là một cái nền tảng từ đó chúng ta mới hiểu được chúng ta sống để làm gì chúng ta sống cho ai và chúng ta sống thế nào để cho chúng ta sống được cùng với người khác thế thôi mà những người khác đó có thể là người ở trong quá khứ Mà cũng có thể là người trong tương lai Tức là có, thể là của những thế hệ con cháu chúng ta ở tại hải ngoại này tại, tại mỹ hay là tại pháp hay là tại nói như là đức hay là hoặc là tại việt nam cũng thế chứ cô tôi hỏi quý vị ra một điều rằng tôi rời khỏi nước năm 81 mà tôi đã hai ba lần tôi trở về tôi trở về nơi đó tôi chả thấy có cái gì của cũ của tôi cả <laughs> tất cả đều mới hoàn toàn nhưng tôi, tôi phải tìm hiểu những cái mới đó là cái gì thế thôi và tôi chấp nhận nó tôi chấp nhận để làm gì để nhân đó nếu có thể mình hiểu được cái gì đúng cái gì sai để chia sẻ với nhau thế thôi cái tâm đắc nhất của tôi muốn trình bày để quý vị không phải là là cho chỉ thế hệ mai sau mà cho những người cùng thời với tôi và đã đang sống ngay là gì việc đầu tiên anh phải chân thật với chính anh đã anh không chân thật với chính anh thì đừng nói gì khác hết bởi vì anh không chân thật với anh thì sớm muộn gì người ta cũng thấy anh không phải là người muốn chia sẻ thực sự với người khác hay ít nhất là anh không sống với chính điều của anh muốn đó là quan trọng nhất đối với tôi đó là cái điều mà tôi ưng ý nhất